Ôi, mùi gì mà cứ như mùi giả cầy ấy nhỉ? Thơm. Hình như là hơi thiếu ít giềng. Không biết bọn này có cho mắm tôm vào không? Giả cầy mà không có mắm tôm thì... Ngươi bỏ quét sân đấy. Chạy ù ra con mụ béo đầu làng, mua cho thầy ít thịt cầy. Nhai thằng mít mật đấy ạ. Đúng rồi, ra mua nhanh cho thầy nhá. Thầy đưa tiền cho con đi mua chứ. Cái ngữ thằng này, sao trong người lúc nào cũng không có tiền thế? Tiền công của con thầy giữ, thì con lấy đâu ra tiền ạ? Đây, 1 đồng mua giả cầy, 1 đồng mua thịt cầy. Vâng. Nhưng thầy ơi, đồng nào mua giả cầy, đồng nào mua thịt cầy ạ? Sao mà ngu thế, đồng nào mua chả được. Vâng ạ. Thầy ơi, con có phải mang bát đi không? Không mang bát đi, mày đựng bằng cái gì? Thế con vào nhà lấy bát. Ngủ thế không biết. Thầy ơi, thế bát nào đựng giả cầy, bát nào đựng thịt cầy? Bát nào mà chẳng được hả thằng ngu kia? Mày hỏi này. Dạ. Khoan đã, nghe ta dặn đây. Thầy còn dặn thêm con gì ạ? Hễ gặp ai hỏi thì nói là mua đậu phụ cho thầy nhá. Vì nay là rằm, tâm cần thanh tịnh. Ta không muốn ai biết ta ăn thịt cầy. Tức là thịt cầy gọi là đậu phụ ạ. Thông minh đấy. Thịt cầy là đậu phụ, đậu phụ là thịt cầy. Lạ nhỉ. Đi đi. Thế là mua đậu phụ hay thịt cầy ạ? Mày hỏi này. Thịt cầy, nhớ chưa? Cậu đi đâu mà vội thế? Mặt mũi làm sao thế kia? Tớ đi mua thịt, thịt đậu phụ cho thầy tớ ăn cơm. Còn chuẩn bị cho lễ rằm. Mặt tớ á, không may bị ngã thôi mà. Thịt đậu phụ á? Thôi, hẹn gặp cậu khi khác nhá, tớ bận lắm. Quái lạ, sao nó lại phải giấu giấu diếm diếm thế? Cái lão thầy cúng này tính dữ như hổ ấy. Con xem có ai ngoài cổng mà ầm ĩ hết cả lên thế. Con có thương ta hay không? Hay ta lại ra cho cái roi bây giờ? Dạ thầy ơi, đậu phụ nhà hàng xóm cắn nhau với đậu phụ nhà mình đấy ạ. Thằng này giỏi, lại xỏ xiên ông đấy phải không? Con có xỏ xiên gì đâu ạ. Liệu hồn đấy. Thế cái việc ta giao cho đã làm chưa? Việc gì ạ? Ta lại gõ cho to đầu bây giờ. Ta bảo ngươi thám thính nhà mụ bẹo. Ngươi đã thám thính chưa? Thầy xa con nhiều việc nên con quên mất rồi ạ. Ôi giời ơi, bảo ăn thì ngươi có quên không? Bỏ đấy, đi thăm dò cho ta. Tối nay ta với ngươi còn khoét vách trèo tường. Đi luôn ạ. Ở nhanh lên không, ta gõ cho to đầu bây giờ. Chết đói cả lũ đến nơi rồi. Mày cười cái gì, cười cái gì? Đứng đấy mà cười à? Cậu lại làm sao thế? Ôi, Hồng Xiêm mà, tớ khổ quá mà. Cậu lại bị ông thầy cúng đánh đúng không? Lão ấy bắt tớ đi hành nghề ăn trộm cùng với lão. Nếu không lão ấy đánh và bỏ đói tớ. Có chuyện đấy à? Thật không ngờ đấy. Cái lão thầy cúng làng ấy, tỏ ra tử tế tốt bụng nhận nuôi tớ. Vì tớ mồ côi cha mẹ, nhưng toàn lấy tớ ra để rủ lòng thương hại và bắt tớ đi trộm đồ của mọi người. Cái lão này cục xúc với thằng ở, lại còn cái tính tắt mắt nữa. Tớ có cách giúp cậu rồi. Cách nào cơ? Nhưng mà... Tớ đảm bảo lần sau lão ý không dám trộm cắp hay xui cậu đi đâu. Thôi được rồi, phải cho lão một bài học. Đúng rồi, phải trị tận nơi, tận chốn. Con đã thăm dò kỹ nhà mụ bẹo chưa? Kỹ rồi thầy ạ. Cả nhà này nay lên huyện, mai mới về cơ. Tốt quá, xem có đồ gì giá trị thì phải khuân hết đi trong đêm này nhá. Thế để con tìm xem đồ gì có giá trị. Mẹ ơi, mở cửa cho con.
Sao ngươi bảo cả nhà nó lên tỉnh cơ mà? Con có biết đâu, chắc còn sót lại thằng Mít. Mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho con, mẹ. Thế bây giờ phải làm thế nào? Con có cách rồi, thầy chờ con lát. Thầy chui tạm vào trong này nhá, xong con sẽ treo tạm thầy lên xà nhà. Nhưng mà... thầy cứ vào đấy, mọi việc để cho con lo. Mẹ, mẹ làm gì mà lâu thế? Không là con phá cửa vào đấy. Thầy ở yên trên đấy, có động gì cũng không được kêu. Con đi trốn đây. Ơ, bố mẹ mình đi đâu rồi nhỉ? Thôi chết, mình nhớ là mẹ nói với bà nội nay lên tỉnh cơ mà. Thế tối nay tớ ngủ với cậu nhá. Mà kia, có cái bao gì lủng lẳng treo trên cột nhà thế? Ơ, cái bao gì đấy nhỉ? Đúng rồi, bà nội bảo làng có gửi nhà mình cái chuông chùa. Thôi đúng nó rồi, mình phải đánh thử cái chuông mới được. Chuông này bụp hay sao mà tiếng nhỏ thế? Cậu đánh thật mạnh vào xem nào. Ui da. Chuông này còn biết kêu cả ui da này. Ui trời ơi, chưa lấy được gì đã bị đánh dư tử thế này. Đang nghèo rớt mùng tơi, đâu có tiền mà cho ông. Đi đi, cứ như là âm binh chui ở dưới âm lên ấy, chết khiếp đi được. Thì lão cũng ở dưới đấy lên đây. Thế sao không ở dưới đấy lên đây mà làm gì? Dưới đấy cũng đông người làm thầy cúng như ông lắm, nên lão mới phải lên đây ăn xin. Tớ nghe nói người thầy cúng nhiều tiền lắm, nhưng mà lão ấy giấu tiền giấu vàng đấy, còn ăn nợ nhà tớ mà. Mấy lần mẹ tớ mắng cho, nhưng da mặt lão ấy dày quá. Nhà tớ lại chưa gặp trường hợp này bao giờ. Chắc tại nhà tớ giàu nên lão ấy không dám bén mảng đến. Hóa ra không chỉ nợ nhà Mít Mật, nhà tớ lão ấy cũng còn nợ tiền đò mà. Thôi, ra bãi cỏ đầu làng chơi khăng đi, lâu không được chơi buồn quá. Mọi người ra đấy chơi đi, tớ có việc phải về, nay phải trông quán cho cha. Thế thì chán thật đấy. Thôi, vắng nó thì mình vẫn vui mà, chúng mình đi chơi. Ông đi luôn đi, đi ngay đi. Đến nhà sóc cái tổ tôm họ nuôi nhá. Đi, đi đi. Động long mạch, động long mạch, khiến cho phần âm thịnh mà dương suy rồi. Hỏng, hỏng. Dạ, thầy ơi, thầy nói thế nghĩa là ý gì ạ? Cõi âm trong nhà đang rất mạnh, nên là ông vừa mới bị vợ đánh đúng không? Ôi, thầy nói đúng quá. Không hiểu sao hơn một tháng này, vợ hai nhà tôi nó cứ đánh tôi suốt đấy. Ý, xỉu dân mão, thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Không ổn, không ổn rồi. Không ổn như thế nào ạ? Xin thầy cứ nói. Hãy nói cho ta biết, lý do nào mà vợ đánh ngươi? Thì có gì đâu, tôi thi thoảng lên phố huyện thăm cô Đào hát và chơi ít tổ tôm. Thế bà nhà đánh anh cũng là phải. Làm trai thì phải biết đánh tổ tôm, uống trà mạn hảo, lẩy kiêu. Thầy chưa nghe thấy bao giờ hay sao? Mà thầy giúp tôi trả tiền cho thầy cơ mà. Thế đây, ta bán cho anh lá bùa này. Anh cứ dán vào gầm giường của vợ chồng anh, đảm bảo vợ anh nghe lời anh răm rắp, chơi bạc, tháng bạc. Lên gặp cô Đào phố huyện, vợ không nói gì. Người ta bảo đen tình thì đỏ bạc, nhưng bùa của ta thì đỏ tình và đỏ cả bạc nữa. Chỗ người làng, ta xin anh 5 đồng. Sao đắt thế? 5 đồng để được vợ ngoan, anh không muốn à? Bùa này là tôi yểm đã 7-7-4-9 ngày rồi đấy. Linh lắm, đảm bảo khá lên nhờ cờ bạc và các cô theo hàng đàn. Đây nhá. Thế nếu bùa không linh thì sao? Thì ông đến nhà gặp ta,
ta gọi ngài về thỉnh cho ông. Tạm tin thầy đấy. Phải cho cái lão thầy cúng keo kiệt và lừa đảo này một bài học mới được. Bên này nhá, ông tha hồ mà đi chơi với em đào hát phú huyện, lại đánh tổ tôm nghe ngâm nôm Thúy Kiều. Lần này á, bà hết chịu nổi rồi nhá. Đi lên con đào phú huyện ăn nuôi, không phải về nữa. Ui, đánh cho bao nhiêu trận rồi mà vẫn chứng nào tật ấy. Ui mình ơi, tôi xin mình, từ nay tôi không dám về nữa. Chết tiệt, dám lừa mình, sang cho lão một trận. Ta chắc rằng lão phụ ông sẽ sang tìm gặp ta, lúc đấy ta tha hồ mà moi tiền. Ông thầy đâu rồi? Có phải vợ ngươi đã phát hiện ra cái lá bùa ngươi giấu dưới gầm giường nên đánh ngươi một trận phải không? Sao thầy biết ạ? Ta là thầy, cái gì mà ta không biết. Đặt tiền đi, 10 đồng, ta sẽ đưa ngươi thêm 2 lá bùa khác. Lá bùa này cực mạnh, hiệu nghiệm hơn rất nhiều. Bùa này ta đã thỉnh 9981 ngày trên núi Thái Sơn đấy. Lần này thầy phải chắc chắn đi nhá. Với tư cách là thầy cúng, có các thần linh ở đây, ta xin thề. Nếu không chắc chắn, cứ gặp ta ở đâu thì ông đánh ta ở đấy. Được. Không biết là nó có hiệu nghiệm hay không. Không khéo mất 10 đồng nữa chật trời. Ông Phú, ông đi đứng phải cẩn thận chứ ạ. Cảm ơn người. Ông đi cẩn thận nhá. Quái lạ, sao này nó tốt với mình thế. Thôi kệ, sắp về đến nhà rồi, mở xem bùa chú ghi cái gì. Tát mở 2 cái. Bà nó đâu, ra mở cửa cho tôi. Đây, bùa thầy ghi rằng tát vợ 2 cái. Tôi tát xong, nó đuổi ra khỏi nhà luôn. Bùa này đâu phải bùa của tôi. Chính ông bảo, nếu bùa không linh thì gặp ông ở đâu cũng đánh. Ta đánh xong ta sẽ lấy tiền và lôi ngươi lên quan, tố cáo nhà ngươi tội lừa đảo. Trả ta 15 đồng đây. Đáng đời cái gã thầy cúng dở keo kiệt. Bùa xua đuổi ma quỷ thú dữ, bùa may mắn làm ăn, bùa đây. Ai mua đi, giá cả phải chăng, bùa linh thiêng và vô cùng hiệu nghiệm. Bà con mua đi ạ. Thầy ơi, cho con xin ít nước ạ, con khát cháy họng rồi. Từ sáng đến giờ, chưa bán được cái bùa nào mà người đã đòi uống nước à? Nhịn đi, đến bao giờ bán được bùa thì ta cho uống. Mua bùa thiêng, bùa trấn yểm, bùa xua đuổi tà ma thú dữ đây. Ai mua đi? Mua bùa trấn yểm, bùa phát tài phát lộc đi ông Phú ơi. Mua đi. Vớ vẩn, nhà ta phúc ấm tổ tiên, lúc nào chẳng lộc. Mấy cái bùa chú của người lừa được mấy đứa trẻ con, lừa sao được ta? Lừa được mấy đứa trẻ con. Đau quá. Vừa nói xong, quả báo nhãn tiền. Ông Phú mà không mua bùa chú, còn lâu mới về được nhà. Không mua, vớ vẩn, ta nhất quyết không mua. Gã này cứng đầu thật, thế này chết đói mất. Giao bán bùa đi, còn nhìn cái gì nữa.
cứ thế này đói khát là phải. Ừ nhỉ, cách này hay, dân làng sẽ đổ dồn mua bùa chú cho ta. Xoài ơi, Xoài, có chuyện gì thế cha? Mẹ con không biết ăn phải cái gì, đau bụng lâm râm. Con đi mời thầy lang sang khám cho mẹ ngay. Ờ, bây giờ ạ? Chẳng lẽ để mai? Mẹ con có chuyện gì thì sao? Ừ, nhưng mà... Trời đầy trăng, sợ cái gì? Đi nhanh lên. Án ma ni bát mê hồng, án ma ni bát mê hồng. Ơi ma, có ma. Thần hồn nát thần tính, sống gần 50 năm nay, ta chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma nó thế nào. Ở nhà trông mẹ con, ta đi gọi thầy lang, chỉ được cái trông gà hóa quốc. Ôi giời, trên đời này làm gì có ma có quỷ nào, chỉ nhìn gà hóa quốc, vớ vẩn huyễn hoặc. Không lẽ có ma thật. Các cậu thấy sợ không? Khiếp, tớ sởn hết cả da gà lên rồi đây này. Tớ thấy nó cứ thế nào ấy, chẳng tin là có ma. Tớ cũng không tin là ma nó lại dọa mỗi cha con nhà Xoài. Này, cha tớ đã đi mua bùa chú của thầy cúng để dán khắp nhà, lại còn đưa cho tớ nữa đây này. Mọi người mua bùa chú đi, làng mình có ma rồi đấy. Sao cậu biết? Tớ đoán vậy thôi, nhưng các cậu cứ mua đề phòng, át ma đi. Mặt cậu làm sao thế kia? Bị thầy đánh à? Không, tớ bị ngã. Bị ngã ấy mà. Cha tớ mua rồi, còn mấy bạn này á, tớ không biết. Nhưng các cậu cứ mua đi, đề phòng ấy. Bọn tớ nhà nghèo, lấy đâu ra tiền. Gặp ma thì xin nó tha cho thôi. Tớ cũng muốn gặp ma đây. Các cậu cứ chủ quan đi, gặp ma thì đừng trách tớ. Tớ đi bán bùa cho dân làng tiếp đây. Chuyện này nhiều bí ẩn thật, không lẽ lại có ma thật sao? Có ma thật đấy, các cậu chờ tớ một lát. Lực vào, kể cả nói bịa cũng được, coi như con đã thấy ma. Vì dù sao, dân làng này cũng rất nhát ma. Đêm qua cha con lão phu ông còn vãi cả ra quần vì sợ ma rồi. À, thì ra thế. Bắt ma. Đúng, tôi muốn xem mặt ngang mũi dọc con ma ấy nó thế nào. Để tớ tham gia với cậu, tớ cũng đang hăng đây. Mọi người cứ tham gia đi, tớ sợ lắm. Có bùa rồi mà vẫn nhát như cáy. Bùa chỉ thiêng khi Xoài ở yên trong nhà thôi. Ngươi đến lúc nào đấy? Này ngươi ở trên kia cơ mà, chỗ này là của ta. Sao nay ngươi bướng bỉnh thế? Nhanh đi, ông ta gõ cho to đầu bây giờ. Bỏ tay ra! Bỏ tay ra! Bỏ ra! Đứa nào là thằng ở? Ất ơi! Về với tao đi! Tao là ơ đây! Về với tao! Ta có quyết đấy nhá! Ta bắt đấy! Có cả bùa chú nữa! Hay quân tướng! Chứ ta sát quỷ, chứ ma. Người có phải là thầy phù thủy của làng này không? Con lệ các ngài, con không phải là thủy hỏa gì cả. Người đi đâu? Dạ có con đi đóng cối xay ở làng bên về đến đây thì muộn ạ. Thì sao người không đóng cối xay tiếp đi? Khốn nạn thần con, đêm khuya rồi làm gì có ai đóng nữa đâu à. Đóng đi, đóng cối cho bọn ta xem.
Bao giờ xong cối thì ta cho về. Ôi giời, các thần ma, thần quỷ xin tha mạng cho con. Con hứa từ nay sẽ cúng kiếng các ngài đầy đủ và không bao giờ tái phạm nữa ạ. À? Cảm ơn các cậu nhé. Nếu không tớ không biết mắc sai lầm đến bao giờ nữa. Thằng Xoay chết nhát, giờ này chắc đang trùng kín chăn ở nhà rồi.